Mạnh lên ở cái giáo sao? Ô, mẹ hoàng. Từ Leopard. Ôi, 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 từ từ, có con, là con kia kìa. Nào. Dưới chân chúng mày kìa. Cái này, góc này này. Cái con sáu tay. Ở đây à? Ý mẹ em không để ý. Đứng xuống nha, đứng xuống nha. Để tính sao rồi? Rơ mọi người để ý mà. Nó không lên được đâu. Ôi, nó đang bị điên, nó đang bị điên. Dưới nó còn chết đấy. Em, còn cả, nó còn cả bọn con. Em đốt một con tôm mà. Đi đi. Cứu tao đấy. Được kêu ơi. Ông nào có lửa thì ông đáp cho nó cháy đi. Em không, không có. Tuấn Anh đâu rồi, chết rồi à? Đâu, bây giờ mình ngồi cạnh khu mới luôn. Bây giờ mình không ngồi cạnh đứa nào rồi, chứ là có thằng trẻ con ngồi bên cạnh rồi, skip mẹ đi. Ô đi mẹ mà nhầm, làm nào trình độ sáng. Làm nào trình độ sáng. Đừng có lóc đưa. Cái này đang trời tối em ạ. Mẹ em, ngu quá, em ngu quá. Chưa gì có nhà kia rồi. Anh xem game của anh đấy. Ồ, đeo cầm chu mày đề chế. Đói, em quên ăn đồ ăn trên máy bay rồi. Vãi lều. Đi đi ra đây, anh có đồ ăn nhiều lắm. Tú ơi. Ừ. Cho em mấy một món cá đi anh. Nấu cho nó một món cá đi anh. Ừ, đây anh đang đánh nhau đây. Đi con mẹ. Ừ. Ê, ê, bảo vệ em nhá. Ê, chạy đây, chạy đây. À, là hy sinh nhá. Chạy đây, chạy đây, đủ quá. Đến nhà, đến nhà, đến nhà. Tú ơi cứu. Đâu? Đây. Đồ ăn. Trong nhà. Cửa vào ở đâu? Cửa vào ở đâu? Đằng trước. Đây. Em sẽ chết trước khi đến cửa vào. Đây. Ok, mở. Tí. Đâu? Ok, đồ ăn đâu? Đây, dưới lửa. Dưới lửa này. Ôi phê vãi. Ok, đỡ hơn rồi. Chế cái giáo đi em. Chế cái giáo á? Survival book rồi. Hai cái stick, cái đấy xong đấy không có. Anh sẽ dạy cho em. Mở cuốn sách ra. Địt mẹ, sao anh bảo sách không có? À ừ, quên, bấm B. Ừ, đây ăn B. Ăn B. À ừ, nhầm, quên. Y. Không, hai cái stick. Cái giáo, hai cái stick vô. Hai cái cây rồi. Ê. Ơ, địt mẹ nó phá nhà anh em mình ấy. Đến đâu anh ấy? Đâu, bọn nó đâu. Anh ấy, bên ngoài, giết. Mẹ chọc rơi mẹ cả răng, sợ thật. Đốt thằng này ra loại ra xương. Lấy xương đi. Anh dậy upgrade cái spear. À, ok, upgrade spear, combine. Được rồi này. Rồi đi chơi kìa. Ê, thằng này bị em nào đây? Nó đang tập yoga. Thằng không có chim anh em ơi. Vãi lộn, không có chim ạ. Cái gì đấy? Súng á? Creepy ấy. Anh xem cái ảnh kìa. Ô. Anh xoay tay. Tuấn Anh cầm cái ảnh mà như kiểu... Cái gì đấy? Không biết. Vãi lộn. Bọn mày vừa làm gì đấy? Làm gì đấy? Anh em đánh thổ dân rồi à? em ấn vào cái thùng màu da cam ở đây ông vịt và cả ba bọn ở đây thành con hổ. anh cũng muốn cái thùng da cam mà nếu hiểu luôn cái màu cái lồn. Mưa mất mẹ sơn rồi. Mưa mất sơn á? Lâu anh bị mất rồi đấy. Mất rồi kìa mẹ. Anh cười bắp gì vậy anh đéo phải người bọn anh em. Một giờ tinh thần đấy. Mỗi anh em mình gọi là. Điện mẹ hình như... Giờ tinh thần đi, mất hết rồi. Mất hết rồi này. Mất rồi. Đang đi mẹ bên này, ở map là mẹ bên này có cái gì đấy. Thế á? Tuấn anh quay lại. Nghe lời người có bản đồ, lên nghe lời người có bản đồ. Thực ra là đã có cái lồn gì. Đâu có gì á? Không nên đưa được bản đồ cho một thằng ngu. Uống nước rồi gì. Uống nước như con này là uống em. Đây, hang. Đâu, nó tối rồi, trời nó sắp tối rồi. Tại vì trời mưa ấy em ạ. Trời tối phải xuống hang, thằng nào ăn thịt của tao rồi. Em, xin lỗi nha. Đói quá, đéo kiểm chế được. Okay, đói nghe. Ba hàng ấy. Yeah. Thằng kia, lạc. Yeah. Lạc. Ok. Không, để anh cuốc cho. Em cầm, em ở đằng sau cầm sọc xiên đi. Yêu cái hàng này ghê nên em tưởng. Ê, bên trái bên phải. Nào, đi bên nào. Có đèn. Có địch em ơi. Địch đâu? Chỉ có mỗi một thằng mà sợ đéo ấy. Có phải nó ngồi giữa hang kia đúng không? Người ta đánh chăng lừa rồi, đéo phải một thằng đâu. Giết nó! Người ta đánh chăng lừa rồi. Giết nó! Xong sao? Đi, nó sao đây? Nó sao chú em? Bên này. Bên okay. Này. Nghe lời cho người bản đồ. Em có nhớ anh vừa nói gì không Hoàng? Có, thì mẹ đừng đưa bản đồ những thằng ngu. Thì mẹ đi thằng nào đây? Đi đánh ấy. Đừng tắm nhá.
Ủa con gì nó kêu ấy? Ô 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 anh bắn cho mấy cái chết mèo thôi. Thằng này mấy cái tay. Đẩy nó xuống vực, đẩy xuống vực, địt vẹn phò. Kinh nữa lồn. Ờ đẩy xuống vực. Đi. Đấy em nghe tiếng gì không? Nó có rên rên gì? Ờ kinh nữa. Nó bảo đi em đi. Ừ, chọc nó. Ui ui ui, đánh em. Nó lao em, nó lao em, nó lao em. Em chỉ có nhiệm vụ cầm đuốc thôi, một anh cứ giết đi. Anh em mình vẫn chưa gặp con mèo béo thủ. Phải có đai, phải có dynamite mà đi tiếp được không? Tìm hang khác đi, tìm ân la giờ hang. Cái hang này tên là hang, còn cái hang có dynamite là dynamite hang. Ô có hang này, hang này anh em ơi. Ô có hang thật, địt vẹn hang thật. Đi 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 đi, có bọn đang đuổi em xuống rồi. Bye bye. Anh em bị chúng nó đuổi. Này cho thằng nào xem bản đồ rồi, đéo xem nữa. Tối vãi. Vậy liền anh cứ chạy một vòng tròn đúng một chỗ từ nãy giờ. Thế thì phải đi về mé bên trái của mình, mé bên trái bản đồ là chưa đi một tí gì luôn. Được. Tại mình toàn đi mé bên phải. Đi qua luôn chỗ kia đi, đi qua luôn chỗ kia đi. Tôi đẹp ấy. Tôi đẹp vẫn luôn. Ờ đẹp quá. Hôm qua đây vừa vào. Có đèn pin dưới kia kìa anh em. Đi đường này này. Vãi lộn. Lại mất thêm đuốc ở đít mẹ. Dưới kia như kiểu có hang. Dưới kia như kiểu có hang. Chào em. Đến với cái hang lớn nhất Hà Nội. Vãi lộn epic ấy. Hết xuống kia có gì không? Có. Hình như trung tâm của nó ra nhưng mà thì vẫn chưa tìm được cách xuống. Anh thử quay lại đã từ từ, cái chỗ này nó có hai đường đi không? Đi đi để em với thằng Hoàng ở đây trong bíp, hai anh em mình liều ra là có đường xuống em ạ. Đi được. Nhưng mà để vào xuống ấy nhưng mà để nhìn đâu có cái hang nào ấy. Xuống đây đéo có gì đâu. Ô, xuống đi, ở dưới này còn đường nữa này. Ê, xuống xuống xuống, chỗ này chưa đi đâu. Đâu? Thì mày lại quay lại không? Ô, thế à? Ơ, địt cười không? Cái gì? Phải không? Ờ, đúng rồi, địt con mẹ. Mất thời gian lại lag tiếp vậy. Đi sang mé bên kia đi, mé bên kia tìm hàng của em. Nên đeo làm cái thang máy đi nhanh. Ờ. Mai cơ luôn, thật kỳ diệu. Thay vì em chạy bộ anh em mình nên sáng chế cái xe đạp. Okay. Hình như em biết hàng đâu ấy. Em. Mày có bản đồ đéo đâu, mày đi thôi mày. Theo em đi, em hứa sẽ tìm thấy cái hàng có đai ra ngoài. Hội đi tìm cà ve à? Chuẩn với chuẩn với nhìn cà ve chuẩn với phải, đây có cái hang trên đây nhưng mà chưa tìm thấy lối vào. Đấy, có mình đang đứng cạnh cái hang này, còn đéo biết nó vào đâu. Đấy, thằng nào cầm bản đồ mà xem, để bảo tao lối đi không? Cái hang này. Đéo có. Bỏ đi. Bỏ đéo đi mẹ, từ từ. Chúng mày tìm đi để anh đi tìm cái hang mới. Ô. Ê. Ô. Ơ thấy hang rồi. Thấy rồi. Đi kìa. Quá. Địt mẹ nhìn đi khe kìa. Mẹ. Mẹ rõ ràng có cái hang. Có khe tìm mãi không xong mẹ mẹ thật đấy. Chui vào khe. Có khe. Móc em ơi. Móc đó. Chui vào. To. Cái này có vẻ chưa đi đâu. Ê, cuối cùng thì cũng có cái gì đấy mới. Khe mới, cà ve mới. Chuẩn. Đi mẹ phòng. Ôi mẹ. Đi con men rồi. Anh em mình đang ở trong một cái khe của con cà ve đấy. Đi, nhiều nước. em đánh nó bằng đấy. Khẩu súng vô dụng vãi lồn, nhịt mẹ. Ai bảo anh bắn bằng nước chỉ rồi. Đường thôi đấy. Nó chỉ đường thôi đấy. Nó lẩy lính tay anh tình. Nó chỉ đường cơ mà. Bắn một viên nó lẩy một phát. Đây là một cái hồ anh ạ. Nhiều cá vậy. Oh. Cả. Anh nghĩ nó không. Sao? Là cái hồ đâu. Ờ có. Ô, nó chỉ đường cho thật kìa. Đây là pháo, đây là pháo chỉ đường chứ đâu phải là pháo sáng. Ủa, bắn đi ba. Ôi, có địch nhá. Địch có đồn, anh em đồn có địch. Thì mà sao em vẫn nghe tiếng bọn nó rên nhỉ? Tại vì nó vẫn còn. Đây, mấy con nhỏ đầu con này. Chạy. Nó chạy ra, nó chạy vào làm lồn. Ô, vãi lồn. Đông vãi. Nhìn thấy được. Ô con này dính mẹ vào tường này. Ok, đập đi. Ô, em ơi, chú tổ này có chim, có gì không? Còn coi ra này. Ờ, có gì lồi ra này. Ô, địt mẹ em đốt nó mà rồi, thôi nhớ tay, xin lỗi nhá.
quả dìu đá chém mày cả đá đi con mẹ. Cái mày quả dìu mạnh quá lùn. Ui đập đập đá bắt chết con mẹ hết. Ui lùn đâu mày đập đá không ngáo mẹ rồi. Ui mẹ Tuấn Anh ơi. Tuấn Anh ơi. Nhìn con ngáo rồi. Ngáo. Phải đấy rồi. Ôi cho cháy chết rồi. Còn mày làm gì đây? Nhưng mà có thằng ngáo ở đây. Đang xem tố ai. Thấy không? Anh thấy không? Anh thấy không? Có. Trên game mấy ông đập nhau sợ ấy. Địt. Chết mẹ anh rồi. Con đi biết đây bó nhảy. Sao anh đuổi nó xuống đây thì trèo lên trèo lên trèo lên trèo lên trèo lên. Thân em đi. Cứu anh, cứu anh. Rộng đéo rồi. Dìu đập bay rồi. Nó nảy lại. Ê anh em. Ồ. Ồ. Hai. Ồ. Ồ. Mẹ hoàng. Rồi rồi. Wait, 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 có con, lại có con kia kìa. Nào. Dưới chân chúng mày kìa. Cái này, góc này này. Con nào đâu, đi mẹ sao chạy hết mẹ lũ rồi. Cái con cháu tay. Oh, ở đây à? Kinh mẽ lồn rồi sao? Uầy, đi kinh thế, thì con mẹ. Im, đừng. Đừng xuống nha. Mày tính sao rồi? Giờ mọi người đi im á. Không lên được đâu. Uầy, nó đang bị điên. Nó quật chết đấy. Nó quật cả bọn con. Em đốt một tôm mà. Đi đi. Cứu tôi đấy. Được chưa? Ông chó ơi lồn. Ông chó ơi cặc cặc. Ông nào có lửa thì ông đáp cho nó cháy đi. Em không có. Tuấn Anh đâu rồi, chết rồi à? Đây. Ê, lùi đi để anh. Đây để xem mấy con đâu. Tuấn Anh chế qua dìu lửa. Đấy à, dìu lửa đến đây. Ô, gọi là mùa vãi lồn. Đi mẹ con này bay. Vãi lồn con này bay ạ. Đỉnh. Chết rồi. Hay lắm. Ê. 9640, 99, 30, 8644. Rồi làm con lô. Cơm vậy. Ở dưới đấy ở đâu nhỉ? Mất rồi, Lucky Lumber. Nó chỉ xuất hiện một lần trong đời thôi. Ui, thằng này bị thiết ghê vậy. Cắm hết các kiểu điện điếc vào người. Dưới đây có MacBook vậy. Con, dùng luôn. Đấy, một bức vẽ. Cái hố tao đúng ấy. Đến đây yên tâm bố sẽ cứu con. Ôi, đừng. Lại làm sao đây? Đừng có thằng đứng dưới đấy ghê vậy luôn. Địt lên thêm thằng nữa kìa. Đập. Em cầm gậy đập đến đéo bao giờ nó chết. Đi đi cháy. Anh nhặt được đèn pin rồi. Đèn pin này. Ngon vãi lèo, đèn pin này, cả đồ ăn nữa. Có mẹ đèn pin cùi bắp vãi lồn. Đèn pin nó kiểu vừa cầm vũ khí vừa ấy, đỡ hơn lửa ấy. Ok, em vote cầm đèn pin. Thì mẹ hang sâu ấy, hình như đây là hang. Đít! Cứu. Ồ, vẫn chưa chết à, chết chưa? Chết rồi mẹ. Anh em thuốc vào đây, đừng có làm liều nhá. Làm bên kia thôi. Ê, có cái bình dưỡng khí này, hình như phải lặn đằng kia. Có bình dưỡng khí. Đúng. Tối bỏ mẹ được ấy. Bỏ cái ba lô à, đây. Xuống nhìn rõ vãi. Nhìn rõ cực. Có cả đèn pin mà. Từ em đang tìm cách dùng cái bình dưỡng khí. Xong sao cứ nhảy xuống rồi à? Ồ. Vãi lộn đi. Vào ai. Hay vãi. Đang tiên cao. Mỗi rồi mờ quá em chẳng nhìn cái đéo. Ủa đèn pin cái này sáng vãi em ạ. Đèn pin của bình dưỡng khí. Ê cẩn thận. Đèn pin bình dưỡng khí phê lúc lúc. Sáng nhờ. Sáng cả. Sáng cả một trời. Hình như phải lặn tiếp sao ấy. Lặn tiếp mà. Rất là lắp bình dưỡng khí vào. Ghê vãi. Ghê nhỉ. Ghê vãi lồn. Hay vãi, giờ em mới biết lặn được. Em còn kiểu lặn xuống một tí không lại đi lên để nó có đèn nhá. Để có đèn pin sáng vãi. Bắn đi. Ôi. Xuyên con mẹ nó. Hay em bắn vào khe. Cái này là cái gì? Đây em nghĩ là đường vào. Ôi, ngầu vãi. Ôi. Cái gì ấy? Đặt một đồ lên đấy để nó mở cửa. Ôi, ngầu vãi luôn. Đặt súng ở đấy nó mở cửa. Chúng mày nhặt vũ khí đi. Lên. Mở rồi thì nhặt đi, có vào được không? Không vào được. Có mấy, để anh đặt cục đá lên. Nhặt hết đồ đi để anh đặt cục đá. Đấy, đi. Rồi. Hay lắm, đi mẹ lặn đi. Em nghĩ là lặn tiếp. Lặn tiếp, đi, let's go. Thì mẹ dưới chữ ấy, cái bình dưỡng khí nó đeo hồi đâu. Anh có bao nhiêu bình anh bấm mẹ hết rồi. Vãi lồn. Em còn 3 bình. Sao phải để dành thì con mẹ bấm mẹ hết. Cái lỗ bé đấy.
bé thật. Đâu rồi? Vẽ luôn. Ô, địt. Ô, thiên nga này. Đâu? À vịt đây. Ô, vịt bơi trời luôn. À, đây đây, xuống nước rồi, xuống nước rồi, xuống nước rồi. Anh cần luôn vịt địt các mẹ. Ô, sao già quá nhỉ? Ê, con to khổng lồ bên kia kìa. Đâu? Chúng nó bắt đầu leo lên. Giết nó. Lắp flare vào. Lắp flare của chúng. Ôi, ôi. Cái gì đấy? Ai nói đằng sau, đằng sau có này. Thử diêu chiến đó mà, thử diêu chiến đó mà. Địt mẹ mày. Hai đạp của nó em chết đấy. Thế á? Em vẫn sống mà. Em dính một đạp và em mất mỗi tí máu. Ôi nó nhảy kinh ấy. Đâu rồi? Đây rồi. Em sắp chết rồi, cứu. À đây có sô cô la. Giết bọn vịt này kiểu đéo rồi. Giết vịt lấy thì đi đi mẹ. Anh hết con mẹ thuốc rồi. Để tìm hang tiếp đi, gần đến đích rồi. Em nghĩ là có cái con hang. Con chồn đây, đi mẹ chấm chưa rồi, chưa rồi, chưa rồi, chưa rồi. Mày đứng lại tao. Ui có con gì ấy? Quái kìa. Đi lại quái, lại quái, lại quái, lại quái. Có con nhiều tay nhiều chân. Con to này. Con to đằng sau nhá, con to đằng sau nhá. Con to đằng sau kìa. Đau kìa. Con này ghê ấy. Rồi đang bị cháy xuống nước rồi á. Đi con mẹ quên lại chưa cài. Đánh hóa quả, hóa cả dư lửa. Đánh nhá, đánh hóa cả dư lửa. Anh băm nó. Giết, 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 giết nó lấy thịt đi. Đằng sau có dân thường kìa. Ủa khỏe vai. Có chết rồi, chết rồi, chết rồi. Thằng kia chun rồi, thằng kia chun rồi, thằng kia chun rồi. Vãi lộn thằng này đi lùi à, vãi lộn moonwalk chứ sao. Michael Jackson nữa rồi. Giết nó lấy thịt.